Các cửa hàng dược tại Uruguay đã bắt đầu bán công khai cần sa cho người dân từ thứ Tư ngày 19 tháng 7. Uruguay là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa cần sa từ 3 năm trước đây, nhưng việc buôn bán cần sa hợp pháp tại quốc gia Nam Mỹ này đến nay mới được thực hiện. Theo ước tính của chính quyền Uruguay, có gần 5.000 người đăng ký sử dụng cần sa với chính phủ. Mỗi người sau khi đăng ký sẽ được mua một túi 5 gram cần sa với giá tiền khoảng 6,5 đô la Mỹ. Uruguay là quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua luật cho phép sử dụng cần sa để giải trí, trồng và buôn bán cần sa từ năm 2013. Tuy nhiên, việc triển khai đạo luật này bị chậm thực thi cho đến nay. Tại Uruguay, bất kỳ công dân nào trên 18 tuổi đều có thể đăng ký sử dụng cần sa. Sau khi nhận diện vân tay, họ có thể mua tới 40 gram cần sa mỗi tháng để sử dụng cho mục đích cá nhân. Cần sa buôn bán hợp pháp tại Uruguay được trồng, đóng gói và phân phối bởi hai công ty với sự cấp phép của chính phủ. Sản phẩm của hai công ty này sẽ được giám sát chặt chẽ để ngăn chặn việc bán cần sa cho người nước ngoài hoặc mang ra khỏi Uruguay.